ước mơ. Thưa cô, ước mơ của em là thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, cống hiến chút tài hèn sức mọn cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học nước nhà. Được, người anh em, với thành tích của cậu mà thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại thì tôi có thể thi vào Harvard Cambridge rồi. Viên giả, sao em lại công kích sự tự tin của bạn thế? Có chí ắt thành công. Từ Nhất Xuyên, mời ngồi. Được, được. Người anh em, cố lên nha. Em đã có mục tiêu rồi, thì từ bây giờ phải bắt đầu lập kế hoạch học tập. Chỉ cần em nỗ lực hoàn thành thì tôi tin là không có gì là muộn. Thưa cô, em muốn vào Thanh Hoa. Thưa cô, em muốn vào Đại học Giao thông Thượng Hải. Thưa cô, em giống bạn Xuyên. Đại học Nhân dân Trung Hoa, Đại học Chính pháp Trung Quốc, Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Hồ Nam, Đại học Chiết Giang, Đại học Nam Khai,